Khi nỗi đau trong tình yêu khiến tôi chao đảo, tôi đã quyết định nhảy xuống sông để tự kết thúc cuộc đời mình. Nhưng giữa lúc tuyệt vọng, một nữ sinh bất ngờ xuất hiện, tay cầm chiếc thang, lao ra và đạp tôi ngã xuống đất. Tôi đang bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy chỉ thẳng vào tôi, gương mặt giận dữ và nói, đây là nơi tôi từng yêu lần đầu. Những lời ấy như một cú sốc, khiến tôi chợt nhận ra mình không thể nhảy xuống. Thay vào đó, tôi phải quay lại và đối mặt với nỗi đau, nhìn vào chính mình. Giây phút ấy, tôi không thể tự hỏi tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế, ngay cả khi tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Tại sao tôi phải chứng kiến cái chết của cha mẹ? Tại sao tôi phải còng lưng làm việc để trả nợ khi còn quá trẻ? Và tại sao cô bạn gái mà tôi luôn xem là căn cứ tinh thần bỏ đi? Đó là những áp lực nặng nề, những cọng rơm cuối cùng làm kiềm hãm sức sống. Trước đây, tôi đã từng tĩnh lặng bước đi trên con phố vắng lặng, màn đêm thả xuống như một chiếc nhung dày. Không có ai bên cạnh, tôi chỉ còn lại bóng dài, được ánh trăng vẽ lên mặt đường. Tôi mở điện thoại và tìm kiếm chậm rãi trên Internet những cách để chấm dứt. Chiếc điện thoại với màn hình nứt nẻ đã trở nên chậm chạp. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần cho nó đủ thời gian, nó sẽ mang đến cho tôi một câu trả lời, dù không phải là điều tôi mong đợi. Cuối cùng, một đoạn nội dung hiện lên trên màn hình, luôn có ai bảo vệ bạn. Câu nói khiến tôi cười một cách khúc khích, nhưng rồi tôi lại tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin. Khi nghiên cứu, tôi nhận ra rằng việc chấm dứt không đơn giản như tôi từng nghĩ. Động mạch ở cổ tay không dễ dàng bị cắt như tưởng tượng, và ngay cả khi điều đó xảy ra, cuộc sống vẫn chưa chắc chắn đã chấm dứt ngay lập tức. Sau một vài lần nhìn thông tin, tôi cảm thấy một nỗi lạnh trong lòng. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Theo quan điểm của tôi, chấm dứt là một công việc rất khó khăn. Tôi chỉ muốn yên tĩnh rời khỏi thế giới này mà không ai hay biết. Không gây phiền phức cho bất kỳ ai, có lẽ uống thuốc ngủ là một lựa chọn, nhưng mùi hôi sẽ sớm lan tỏa, và việc ra đi như thế sẽ làm người giải tỏa phải đau đầu. Hơn nữa, từ giờ trở đi, sẽ còn ai thuê nhà của chủ nhà nữa. Dù rằng nhà chủ không phải là người tốt, nhưng có cần phải chết trước mặt ông ấy hay không? Hay tìm một tòa nhà cao tầng và nhảy xuống, thực sự, cảm giác quá đau khổ. Người ta thường nói rằng những gì xảy ra sẽ rất đau đớn. Điều quan trọng nhất là, nếu phải làm tổn thương người khác, thì cảm giác đó sẽ thực sự tệ bạc. Tôi đang tìm kiếm một chiếc xe lửa đường dây, điều đó cũng không hay ho gì, vì sẽ thật đáng tiếc nếu người lái tàu đang sợ hãi. Việc phanh gấp chỉ làm chậm quá trình của bao người tội nghiệp. Sau nhiều suy tư, mắt tôi dịu sáng lên khi nhìn thấy Tiểu Kiều bên rìa. Một ý tưởng sáng lên, tìm một con sông lớn và nhảy xuống. Lợi ích trong bóng đêm, tôi không cần phải bận tâm để họ phải tăng cường khả năng này của tôi. Còn gì hợp lý hơn khi trở thành chất dinh dưỡng cho cá và tôm? Đó là một cách rất khoa học và thân thiện với môi trường. Thậm chí, tôi có thể thưởng thức cảnh vật cuộc sống xung quanh trước khi rời đi. Đúng là hoàn hảo, cảm hứng đầy tràn, tôi lập tức mở bản đồ để tìm những con sông. Sau một thời gian, tôi quyết định chọn một nơi tên là Cầu Biển Đất. Trên đường đến đó, tôi ngạc nhiên nhận ra Hải Thành về đêm đẹp đến lạ. Có vẻ như cuộc sống rộn ràng đã khiến tôi không nhận ra vẻ đẹp của buổi tối này. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy màn đêm và nó thực sự tuyệt vời. Ánh đèn đường dẫn dắt soi xuống mặt đường, tạo thành những mảng sáng tối đan xen như bút chì của màn đêm khéo léo vẽ lên không gian. Cây cầu này rất dài, trọn vẹn 2 cây số trải dài trước mắt, nước bên dưới sâu thẳm đến mức tôi không thể nhìn thấy đáy trong bóng tối. Âm thanh nước đập vào trụ cầu ngân vang, thỉnh thoảng tôi chỉ thấy ánh đèn pha của tàu chiếu sáng từ phía dưới. Tiếng còi tàu độc đáo vọng lại, như đang chờ đợi sự trở lại của một điều gì đó xa xăm. Tôi dõi mắt về hàng rào của cây cầu gần đó, nơi có một bóng người với mái tóc dài đang ngồi lặng lẽ trên lan can. Dù bầu trời đã tối, ánh trăng đen vẫn lảng vảng đâu đó. Cô gái ấy vẫn ở đó, đôi mắt một bên của cô sáng lấp lánh, khiến tôi cảm thấy ấm áp. Cô không có vẻ gì là già nua, có lẽ chỉ là một sinh viên trên cầu. Cô ngồi đó, im lìm, để cho làn gió thoảng nhẹ qua mái tóc mà không hề cử động, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng. Nhưng chỉ cần cô thả tay khỏi lan can bên cạnh và hơi nghiêng người về phía trước, tất cả sẽ rời xa, vượt qua giới hạn cứu rỗi. Tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp đang đứng ở đó, cảm nhận rõ ràng sự đơn độc của cô ấy. Hình như chúng tôi có cùng một mục tiêu, nhưng trong tâm trí tôi lại nổi lên những suy nghĩ kỳ quái. Tôi bắt đầu cân nhắc các lựa chọn, đầu tiên, đợi cô ấy nhảy trước, thứ hai, tìm một nơi khác để tự mình nhảy, và lựa chọn thứ ba, thuyết phục cô ấy đi xuống. Khi tôi tiến thêm một bước, cô gái bỗng nhiên quay lại, ánh mắt lướt qua tôi. Không, đừng đến đây, cô nói, giọng bình tĩnh nhưng khàn khàn, như thể sức lực đã rời bỏ cô. Tôi nhìn rõ khuôn mặt cô, đôi mắt đỏ và sưng húp, môi mím chặt, và một vết bầm lớn nơi khóe miệng. Cô run rẩy, có vẻ như đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc. Tôi không thể không tự hỏi liệu mục đích của cô có giống tôi không. Đôi mắt cô đẹp một cách lạ lùng, nhưng giờ đây chúng ngập tràn mệt mỏi và yếu đuối. Những ánh nhìn trống rỗng và bối rối khiến tôi cảm thấy thương cảm, nhưng không biết phải làm gì. Một loạt suy nghĩ và phán xét lóe lên trong đầu, nhưng tôi nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi cười nhạo cô ấy, nét mặt mang chút giễu cợt, không thể tin rằng hai người lại có thể cùng nhau đứng ở đây, nơi cuối của những điều bất hạnh. Cô gái thấy nét mặt của tôi, dường như hiểu rằng tôi không phải kiểu người sẽ ân cần khuyên nhủ cô bỏ ý định như cô tưởng tượng. Có lẽ trong suy nghĩ của cô, đây lại là một tình huống khác hoàn toàn. Cô gái không tỏ ra tức giận, vẫn giữ giọng điệu mệt mỏi như cạn kiệt sức lực, khuôn mặt thêm phần lặng lẽ. Tôi nhìn dòng sông đen sâu thẳm như không có đáy. Bất ngờ, cô ấy hở hứng lên tiếng, anh cũng đang nghĩ về cách ra đi phải không? Nhưng mà, tôi phát hiện ra chỗ này trước, anh không thấy chen ngang thế này là bất lịch sự à? Câu nói của cô ấy làm tôi sửng sốt, phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng cô gái này cũng có ý định từ bỏ cuộc đời. Nhưng cô chẳng cần phải nghe giải thích, chỉ bình thản buông tay khỏi lan can, đứng ở tư thế nguy hiểm, như chỉ cần một cơn gió cũng đủ đưa cô qua ranh giới sinh tử.
Tôi vẫn bình thản nhìn dòng sông, chẳng màng việc cô có tin hay không. Nếu em có ý định đi trước thì xin lỗi vì đã làm phiền. Nếu em đổi ý, tôi lại phải đi tìm một cây cầu khác khá phiền hà để tìm một nơi vắng vẻ, ít người qua lại thế này. Rồi tôi nói nửa đùa nửa thật, rằng tôi mong mình có thể lặng lẽ biến mất mà chẳng ai phải phiền lo đi tìm. Chuyện này, dù muốn dù không, cũng chỉ là cách mà chúng tôi chọn đối mặt với đêm dài. Tôi bực bội gãi đầu, khiến cho Ngọc Lam ngỡ ngàng. Cô gái thoáng chốc không hiểu nổi tại sao tôi lại chọn nơi này chỉ vì lý do đơn giản đến vậy. Rồi, có vẻ cô cũng tin phần nào những gì tôi vừa nói. Bỗng nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cô, giọng điệu hờ hững, thậm chí có chút hống hách, tốt nhất là cô nên tìm nơi khác mà nhảy, chỗ này đã là của tôi rồi. Nói xong, tôi leo lên hàng rào, ngồi trên đó với vẻ thản nhiên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như muốn cô nhanh chóng rời đi. Ngọc Lam thoáng cau mày, không hiểu nổi ý định của tôi, anh nghĩ tôi phải nhường anh sao? Tôi nhảy ở đây thì liên quan gì đến anh? Sự thờ ơ trong giọng nói của cô kích thích cảm giác kỳ lạ bên trong tôi. Thông thường tôi chẳng bao giờ tốn công tranh luận với người lạ, nhưng lần này tôi lại thấy mình đang nói chuyện không ngừng với một người tôi chỉ vừa gặp. Mặc dù vẫn còn chút bực bội, nhưng tôi nhìn cô, cảm nhận rằng bản thân không muốn cùng ai khác thực hiện kế hoạch của mình. Lúc này, Ngọc Lam lại nhìn đồng hồ, lẩm bẩm điều gì đó như thể cô đã định giờ. Cô dường như đang tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần đợi thêm một lát nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Cuối cùng, không muốn nói thêm, cô cúi đầu nhìn dòng sông đen sâu thẳm. Tôi cười nhạt, nhún vai, cô không đi thì đừng trách tôi nếu cả hai thành hai linh hồn mắc kẹt ở đây mãi mãi. Nghe vậy, Ngọc Lam có chút khó chịu, cô quay mặt đi, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối và bất mãn, nhưng không nói thêm lời nào. Cô ta nghĩ mình sắp phát điên, còn tôi thì đang rơi vào cảm giác hoang mang lẫn bực bội. Trời ơi, tôi đang làm gì thế này? Ý nghĩ về hành động lố bịch vừa rồi khiến tôi chỉ muốn chìm vào đất. Đúng rồi, mọi thứ đều vì mục đích cứu người, nghĩ thế nên tôi tự nhủ, chắc một chút kỳ quặc cũng đáng để được tha thứ. Tôi thở phào, quay sang nói, có thể nhường chỗ cho tôi được không? Giọng cầu xin chân thành ấy làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn vì giờ đây cô ấy có vẻ đã bị kéo ra khỏi suy nghĩ đen tối của mình. Tôi quay lại, thấy cô gái nhìn mình với ánh mắt phức tạp, đầy cảnh giác. Nhớ đến túi tiền rỗng, tôi thở dài, hôm nay tôi thậm chí còn không có tiền về nhà. Nói xong, tôi nhún vai bất lực. Thấy vậy, Ngọc Lâm nghiến răng, nghiến cưỡng đáp, tôi sẽ cho anh tiền, chỉ cần anh rời khỏi đây. Tôi cố nhịn cười, gật đầu, vậy chúng ta thêm bạn trên WeChat nhé, dễ chuyển khoản hơn. Nói xong, tôi nở một nụ cười trêu chọc, được thôi, tôi sẽ quét anh, Ngọc Lâm nghiến răng nói, rồi chuyển khoản ngay. Cô ấy dừng lại giây lát, nhìn lướt qua tên tài khoản của tôi gió bão với hình đại diện là khinh khí cầu màu sắc và cô gái tóc dài đang bay cao. Thông báo chuyển khoản hiện lên, 100 nhân dân tệ. Tôi đành nhận tiền, dù lòng đầy suy nghĩ. Anh nhận tiền rồi, giờ thì đi đi, Ngọc Lâm lặng lẽ nói, ánh mắt lại đăm đăm nhìn xuống dòng sông tối đen. Nhưng dù nói vậy, tôi chẳng có ý định rời đi, khiến cô bắt đầu cảm thấy cáu giận khi thời gian cứ chậm chậm trôi qua, chỉ còn lại 19 phút trước khi đồng hồ điểm 9 giờ. Tôi nhận ra thứ đang kéo trên màn hình điện thoại hóa ra là một tấm bản đồ. Nghe giọng lạnh lùng của Ngọc Lâm, anh vẫn chưa đi à? Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi xoay màn hình về phía cô, chỉ vào bản đồ với vẻ hơi bất lực. Cô gái liếc qua, thấy hiện lên lờ mờ hình ảnh các nhánh sông quanh khu vực, nhíu mày nhưng không nói gì. Tôi bình tĩnh giải thích, trong bốn nhánh sông lớn gần đây, chỉ có con sông này là thuận tiện nhất, muốn tìm con đường khác, chúng ta phải đi thêm 200 km về phía bắc. Ngọc Lâm dường như hiểu rằng tôi đang đắn đo với số tiền ít ỏi ban nãy. Cô nghiến răng, cố gắng lục tìm chút tiền còn lại và đưa thêm. Điều này có nghĩa là cô đã hoàn toàn cạn túi, nhưng dường như Ngọc Lâm cũng chẳng cần tiền ở nơi cô đang hướng tới. Tôi đón lấy tiền, lòng buồn khi nghĩ đến việc rời đi mà chẳng còn đồng nào. Dù vậy, tôi vẫn không chuyển động, chỉ nhận tiền và thở dài, lắc đầu. Ngọc Lâm bỗng nổi giận, gầm lên đầy uất ức, nhưng tiếng nói khàn đặc, yếu ớt. Đôi mắt cô đã khô cạn từ lâu, giờ lại ánh lên nỗi đau và vẻ mất mát mà cô tưởng đã lãng quên, như thể một nỗi đau mới lại thức dậy, khiến đôi mắt lấp lánh những giọt lệ chưa rơi. Sống trên đời, bị khinh thường đã là đủ rồi, Ngọc Lâm nghẹn ngào. Dù muốn rời khỏi thế gian, chẳng phải ít nhất mình vẫn có quyền quyết định điều đó sao? Tôi lặng nghe cô trải lòng, cảm nhận nỗi uất ức dâng trào. Mình đã cố gắng hết sức rồi, học hành chăm chỉ, tránh làm phiền người khác. Vậy tại sao họ vẫn ghét mình đến thế? Mình có làm gì sai đâu mà cứ phải chịu đựng mọi thứ như thế này? Cô thở dài, quay đi, ánh mắt xa xăm, chẳng qua là không muốn sống quá nhiều, chỉ là mọi thứ đã trở nên quá sức. Mấy đồng còn lại trong túi mình, có đủ đâu? Từ phía tôi, giọng Ngọc Lâm văng vẳng bên tai, bất lực và kiệt quệ. Cô nhìn sang màn hình điện thoại tôi đưa, nơi lộ trình điều hướng hiện lên rõ ràng, quãng đường đến cây cầu xa ngút ngàn, 249 km, giá taxi đến đó là ít nhất 443 tệ. Cô nhìn vào số tiền còn lại, ánh mắt trống rỗng. Lời nói của cô khiến tôi sửng sốt, cả tâm trí như bị cuốn vào vòng xoáy vô định. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong đầu tôi chỉ còn lại duy nhất một câu hỏi. Làm sao để khiến người đối diện rời đi đây, tôi tự hỏi thầm. Tiền trong túi đã cạn, chỉ còn cách để cô ấy tự tìm lối về. Nhưng cô ấy lại chẳng có vẻ gì muốn đi, cứ như cố tình đứng đây để thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Nhìn cảnh tượng này, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được vẻ mặt đầy khốn khổ ấy, dù thời gian có trôi qua bao lâu. Dù muốn lặng lẽ quay bước, tôi cũng chẳng có nổi một đồng, cầu thì xa, tiền taxi không đủ, và tôi chẳng thể nào bước thêm được nữa. Ngọc Lâm ngồi xuống bên tôi, giọng cô trầm buồn như đang tự nói với chính mình. Cả cuộc đời này, mình như chìm trong bóng tối, cô đơn, không tiền bạc, chẳng tình yêu. Cứ tưởng ít ra đến phút cuối cũng có thể tự quyết định được số phận. Tôi lặng lẽ lắng nghe, trong lòng dâng lên những cảm xúc không tên, khiến tôi mềm lòng hẳn. Đúng là ông trời đâu chỉ bất công với mình, tôi lẩm bẩm.
lục túi lần nữa, tìm thấy còn đúng 30 tệ, tôi nói, nếu mượn được chút tiền, có thể đến cầu đó. Khi đưa màn hình điện thoại cho cô ấy xem, tôi nhận ra, trong ánh mắt cô ấy dường như có chút niềm vui, như thể hy vọng vừa nhen nhóm. Nhưng rồi lại cay đắng, nỗi đau trong lòng vẫn không nguôi, như muốn đẩy cô về vực thẳm. Màn hình tối dần vì pin yếu, nhưng cô vẫn nhìn kỹ, như cố gắng đọc từng chi tiết trên màn hình. Gần như vô thức, cô đặt tay lên lan can, tiến từng chút như thử sức mình. Tôi khẽ điều chỉnh độ sáng màn hình thấp nhất để giữ sự chú ý của cô. Rồi, với vẻ tức giận pha lẫn kiên nhẫn cạn kiệt, cô nói cộc lốc. Đưa điện thoại đây, cô tự xem. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa điện thoại, trong lòng có chút vui thầm, chờ xem phản ứng của cô. Nhưng khi Ngọc Lâm cầm lấy, sự cẩn trọng trong ánh mắt cô lại khiến tôi phải suy nghĩ lại. Cuối cùng tôi nhìn thấy rõ trên màn hình, chỉ dẫn hiện lên một cây cầu gần đây với mức phí di chuyển lên tới 208 tệ. Thế này đã đủ để từ bỏ chưa nhỉ? Ý nghĩ lướt qua trong đầu Ngọc Lâm, nhưng sắc mặt cô chợt biến đổi. Cô ta nghiêng người về phía trước, chuẩn bị lao xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, một lực mạnh mẽ bất ngờ kéo cô ngược trở lại. Trong vài giây, Ngọc Lâm cảm thấy mình rơi mạnh xuống đất. Và tôi đang nằm đè lên cô, cười rạng rỡ, hãy coi đây là điều tốt cuối cùng tôi làm. Lời nói vừa dứt, nước mắt của cô chảy dài, xen lẫn giận dữ, anh đã nói dối để lừa hết tiền của tôi, rồi còn không cho tôi rời đi, gọi đó là điều tốt sao? Tôi hơi bối rối, chưa kịp đáp thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau và tiếng người qua đường gọi giúp đỡ. Bỗng có đôi tay nhỏ bé ôm lấy eo tôi thật chặt. Tôi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của cái ôm lạ lùng ấy. Chợt nhận ra mình đã không để cô ấy nhảy thành công, tôi không khỏi thầm nghĩ, liệu cô ta có ghét tôi đến mức nào vì điều này? Lúc đó, mọi người xung quanh đều hiểu lầm, nghĩ rằng tôi cố ý giữ chặt cô gái này vì mục đích riêng. Định quay lại giải thích, tôi bị giữ chặt bởi một cái tay không biết từ đâu đến. Ngọc Lâm nhìn tôi, nụ cười bông đùa hiện lên trên môi khi tình hình căng thẳng lúc trước dường như đã phai nhạt. Ngay khi có ý định nhảy từ cầu để kết thúc cuộc đời, tôi không ngờ lại gặp phải một tình huống trớ trêu như vậy. Tất cả dẫn đến một tình cảnh hài hước khi tôi bị cô ôm chặt như thể ngăn cản tôi tự sát. Cuối cùng, khi đối mặt với bác sĩ, tôi buộc phải giải thích với giọng cứng cỏi. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã cố hết sức cứu cô ấy khi cô ấy không còn muốn sống. Bác sĩ chỉ đáp lại bằng nụ cười, ánh mắt trầm ngâm nhưng đầy thấu hiểu. Sau 3 ngày tiếp theo, tôi và Ngọc Lâm đều nhận được tư vấn tâm lý. Tuy rắc rối không ngừng đeo bám, cô cũng đã cam đoan không bốc đồng nữa, còn chủ động phân tích tác hại của nó từ mọi góc độ. Tạ Thiên ngẩn người khi nghe lời ấy, nghẹn lại mọi điều muốn nói. Dù Ngọc Lâm không muốn lên tiếng, tôi vẫn cố gắng hợp tác hết mức, chỉ mong có thể rời đi càng sớm càng tốt. Khi cuối cùng tôi được ra ngoài, Ngọc Lâm vẫn còn ở lại đó. Tôi đứng ngoài cửa bệnh viện, nhìn lại, trong lòng chợt cảm thấy chơi vơi, chẳng biết mình nên đi đâu. Cuộc sống phía trước có phải chỉ xoay quanh những công việc tẻ nhạt, khoản thế chấp và tiền thuê bất tận, hay những nỗ lực học tập để tìm một công việc ổn định sau khi ra trường? Khi tình cờ lướt qua điện thoại, tôi lại thấy thông tin chuyển trường của Ngọc Lâm, khiến tôi nhớ đến tình huống khó xử ngày trước và bật cười. Tôi vẫn nhớ ánh mắt danh mãnh của cô gái ấy khi khiến đội cứu hộ lầm tưởng tôi là người định nhảy cầu, rồi cái ôm chặt khiến tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc của cô. Nụ cười bất giác nở trên môi, tôi chuyển khoản cho cô 223.74 tệ, không chờ đối phương nói gì, rồi xóa liên lạc. Đơn giản là muốn trông thật ngầu trước mặt cô ấy, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến việc nhảy cầu. Sợ rằng cây cầu Hải Đất sẽ có người trông chừng, tôi quyết định đến cầu Minh Nguyệt vào một ngày trời nhiều mây, mưa lất phất. Trời chạng vạng, tôi bắt taxi đến giữa cầu, lòng nặng trĩu. Đứng đó chờ đến 9 giờ, tôi bỗng giật mình vì điện thoại reo, vẫn là giọng nói của chủ nhà hỏi về tiền thuê, nhắc đi nhắc lại, thúc giục. Tôi chỉ thở dài, nói lần nữa, nếu tôi không chết trong vài ngày tới, sẽ chuyển khoản ngay thôi. Nhưng trong lòng lại chẳng mong đợi ai nói thêm điều gì cả. Tôi lập tức cúp máy và ném điện thoại xuống mưa, nhưng chỉ lát sau, tiếng chuông lại vang lên dai dẳng. Tôi cố gắng phớt lờ, lòng càng thêm quyết tâm, dù vậy, sự dai dẳng từ đầu dây bên kia lại khiến tôi khó chịu. Nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi, tôi miễn cưỡng nhấc máy, liếc nhìn màn hình một số lạ, không phải chủ nhà. Số này gọi đến tận 14 lần khiến tôi bất ngờ. Thời khắc đã đến, tôi không còn ngần ngại, bám lấy lan can cầu chuẩn bị nhảy. Điện thoại lại reo lên, sự tò mò khiến tôi nhấc máy, thở dài nói, alo. Một giọng nói quen thuộc, nhưng xa lạ vang lên, này anh, hãy nhìn lại. Tôi bàng hoàng, ngay sau đó, một vòng tay siết chặt từ phía sau kéo tôi lại, thô bạo nhưng quen thuộc. Tôi ngã mạnh xuống nền bê tông, cảm thấy cơn đau thấu qua mông. Trước mắt tôi là một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to ướt át, có phần hờn giận, vết bầm nhẹ ở khóe môi cô ấy khiến tôi thoáng bối rối. Cô gái ấy là Ngọc Lâm, trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa chúng tôi rất gần. Ngọc Lâm trông như một chú nai nhỏ sợ sệt, tay cô ấy rụt lại rồi lùi bước, bối rối đến vụng về. Tôi vừa gượng đứng lên, Ngọc Lâm lại vụng về tiến đến, ôm chặt lấy eo tôi lần nữa. Mùi hương thoảng vào mũi, cảm giác mềm mại sau lưng khiến tôi muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ngào không thốt nổi lời nào. Cô gái Ngọc Lâm ánh mắt vừa chạm vào tôi đã vội vàng né tránh, để lộ một nét sợ hãi đầy bất an. Cô cúi đầu, chẳng dám nhìn trực diện, còn tôi thì cố gượng đứng dậy, nhưng ngay lập tức nhận ra mình đã bị khóa chặt, không còn chút sức lực nào để phản kháng. Ngọc Lâm, cô gái có vẻ ngốc nghếch nhưng lại tinh ý, biết rõ rằng sức mình chẳng thể đấu lại tôi, liền giữ chặt vòng tay ôm lấy tôi. Không cho tôi vùng vẫy, nhìn gương mặt cô ấy lộ vẻ căng thẳng, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng có lẽ cô sợ điều gì đó còn hơn cả cái chết, sợ sự mâu thuẫn bên trong mình khi đứng giữa lựa chọn sống và chết. Tôi khẽ cười, một cô gái kỳ lạ thật, nhẹ giọng, tôi hỏi, em có định buông tay không? Nghe vậy, cô đáp lại với giọng bướng bỉnh khiến tôi bật cười thầm, thở dài trước sự cứng đầu của cô. Nếu cô nhất định không cho tôi nhảy, thì tôi cũng chẳng để cô làm điều tương tự.
Tôi ngước nhìn lên trời, cảm thấy một sự bất lực lạ kỳ len lỏi trong lòng. Những giọt mưa dần nặng hạt, sương mù tan bớt, để lộ ra bầu trời xám xịt phủ đầy mây. Cả người tôi lạnh ngắt, quần áo dần ướt sũng, chỉ có hơi ấm nhẹ nhẹ từ vòng tay cô áp vào lưng. Tôi khẽ thì thầm, cô ấm áp thật đấy. Ngọc Lâm, người đứng trước mặt tôi, nhận ra lời nói đó chỉ là một lời bông đùa. Trong khoảnh khắc lơ là, tôi thoát khỏi vòng tay cô, nhanh chóng đứng dậy rồi leo lên hàng rào. Nhìn thấy tôi hành động vậy, Ngọc Lâm lo lắng hét lớn, anh dám nhảy, tôi sẽ gọi ngay cho 119. Tôi quay lại cười, có quá muộn để ngăn tôi rồi không? Và tôi tiếp tục leo lên, bất chấp lời cảnh báo của cô. Cô gái bỗng cao giọng, như muốn nhắc nhở tôi không được làm phiền người khác, không được đợi cứu hộ mà phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cô bực dọc nói về việc tôi có thể gây phiền phức đến mức nào nào là mất công sức, mất nhân lực, rồi có khi cả đống người sẽ nhìn tôi và chỉ trỏ. Giọng cô càng lớn, càng mạnh mẽ, dường như muốn đánh vào lòng tự trọng của tôi. Kết thúc lời nói, Ngọc Lâm thở hổn hển, rồi bất ngờ lấy điện thoại ra như thể sẽ gọi thật. Khoảnh khắc đó, tôi khựng lại, cảm thấy như bị đánh động mạnh. Cô gái này dường như hiểu được nỗi đau mà tôi đang muốn chạy trốn, cùng sự khao khát muốn lặng lẽ biến mất của tôi. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, tôi đành bất lực leo xuống từ quả bom cảm xúc, nhận ra mình không còn cách nào khác. Ngọc Lâm đến mà không mang ô, chiếc áo đã ướt lấm và tôi thấy cô rùng mình vì lạnh. Không chần chừ, tôi mở ô che cho cả hai, sau đó nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho cô. Nhưng cô nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, từ chối không nhận. Không sao, tôi không cần nó đâu, cô bảo, ánh mắt thoáng chút bất lực nhưng vẫn cương quyết. Thấy vậy, tôi cố thuyết phục, cứ mặc vào đi, trời lạnh thế này mà. Cuối cùng, cô miễn cưỡng đón lấy chiếc áo, đôi chút dịu đi. Khi tôi giúp cô mặc áo vào, cơ thể Ngọc Lâm có vẻ co lại, run run trong lớp áo vẫn còn ấm. Tôi ngượng ngùng cười gượng, thật là xui xẻo. Nỗi buồn ban nãy dường như tan biến đi phần nào. Tôi liếc nhìn cô một cách bâng khuâng, rồi bất chợt hỏi, sao cô biết tôi ở đây? Và làm sao cô có số điện thoại của tôi? Anh gửi cho tôi khá nhiều tiền, tôi chỉ đoán là anh sẽ đến thôi. Cô đáp một cách đầy tự hào, đôi mắt lớn nhìn thẳng vào tôi, như sợ rằng tôi sẽ nhảy bất ngờ. Tôi thoáng bối rối, trong đầu không ngừng tự hỏi sao mình lại tiêu nhiều tiền vào những cuộc gặp gỡ cuối tuần như vậy. Trong cơn tò mò, tôi mở lời, vậy cô định làm gì ở đây vào tối nay? Ngay lúc đó, ánh mắt của Ngọc Lâm dịu xuống đôi chút và chúng tôi thêm nhau vào danh bạ bạn bè. Thật không ngờ, cô bạn ít nói, gương mặt nhỏ nhắn kia lại lém lỉnh đến vậy. Một ánh đèn từ xa lóe lên, xe cấp cứu đã đến. Khi những nhân viên cứu hộ bước xuống, một người đàn ông lớn tuổi liếc nhìn chúng tôi rồi hỏi ngay. Ai gọi điện thoại, có người nhảy xuống ở đâu? Chúng tôi ngẩn người chỉ về phía dòng sông, dưới làn sương mờ dày đặc, nơi người lạ kia vừa nhảy xuống không chút do dự. Cảm giác áp lực và sâu thẳm của dòng nước dưới ánh đèn cứu hộ chói sáng tạo nên một không gian u ám nhưng lại đầy kịch tính. Trong khoảnh khắc ấy, tôi và Ngọc Lâm đứng nhìn nhau, thấu hiểu những lo lắng, nỗi niềm trong ánh mắt đối phương. Chiếc xe cấp cứu ấm áp khác xa với cơn mưa rét buốt bên ngoài. Cô ngồi co lại, mái tóc rối bời, còn tôi cảm thấy toàn thân ấm hơn khi lau khô đầu tóc. Hai người là một cặp đôi à? Người đàn ông cứu hộ vui vẻ hỏi, khiến tôi thoáng đỏ mặt. Trước khi tôi kịp phản ứng, một cơn đau nhẹ phía sau lưng nhắc nhở rằng tôi nên giữ im lặng. Bất chợt, ông hỏi, sao đôi trẻ không vào trung tâm thương mại mà lại đến đây vào nửa đêm? Hiểu được sự nghi ngờ trong giọng nói của ông, tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh vừa chụp trên cầu trong làn sương mờ. Ông nhìn những bức ảnh và nở nụ cười, sự hoài nghi tan biến. Tôi cảm thấy Ngọc Lâm thở phào nhẹ nhõm, đôi tay nắm chặt lấy tay tôi. Những phút sau đó, trong xe, chúng tôi lắng nghe ông kể về những chuyến phiêu lưu và tình cờ nhắc đến khu vực núi non, biển cả xinh đẹp mà ông từng tham quan, thậm chí còn hứa hẹn sẽ tặng chúng tôi hai vé tham quan miễn phí. Tôi lén nhìn Ngọc Lâm, tự hỏi liệu những chuyến đi cùng cô ấy sẽ thế nào, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Ngọc Lâm khẽ cười, tiếc là vợ chồng mình đã giả, không thì cô chỉ cần nháy mắt là có ngay vé rồi. Cô nửa đùa nửa thật, thoáng chút gì đó bâng khuâng, khiến tôi cũng không khỏi ngờ ngợ không biết cô đang nói điều gì. Nhưng khi tôi đang định từ chối lời đề nghị của cô ấy một cách lịch sự, thì giọng cô lại cất lên đầy thân thiện, như đang xin lỗi cho sự vô ý nào đó. Ngọc Lâm bất ngờ cầm lấy tay tôi, vẻ mặt chân thành khiến tôi ngại ngùng, chẳng đành từ chối. Lúc ấy, chú Lưu phía trước quay lại, nhìn chúng tôi với một nụ cười hàm ý, cậu trẻ, sao không hỏi ý kiến cô gái của cậu? Ngọc Lâm lùi lại một chút, thoáng vẻ bối rối, rồi cô nhìn tôi, dịu dàng hỏi ý kiến, giọng điệu ngọt ngào khiến trái tim tôi khẽ run lên. Chẳng hiểu sao, khi nghe cô gọi mình là bạn trai, tôi thấy tim đập rộn ràng. Tôi ngơ ngác một thoáng, rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại ánh nhìn ấy, tay nắm lấy tay cô thật dịu dàng. Bàn tay Ngọc Lâm lạnh nhưng thật ấm áp, khiến mọi căng thẳng trong lòng tôi tan biến. Vừa lúc ấy, khi chúng tôi đang định nhảy qua dòng nước như kế hoạch, một chàng trai tóc vàng xa lạ đã nhảy xuống trước, làm chúng tôi chuyển sang hỗ trợ. Đội cứu hộ do chú Lưu phụ trách đến và hiểu lầm, còn mặc định chúng tôi là một đôi dũng cảm. Cuối cùng, chú Lưu đưa cả hai về khách sạn, rồi khi chúng tôi tiễn ông đi, đứng trước cửa, cả hai lặng yên trong bối rối. Tôi mở lời xin lỗi, nói vài điều để xoa dịu sự hiểu nhầm trước đó. Tôi mỉm cười, rất vui được làm quen. Cô khẽ gật đầu, đáp lại lời xin lỗi của tôi bằng một nụ cười. Trấn an tôi rằng không có gì đáng bận tâm, không hiểu sao, không khí giữa chúng tôi càng lúc càng hòa hợp. Ngọc Lâm đưa mắt nhìn tôi, chàng trai trước mặt với nụ cười rạng ngời làm tôi không khỏi tò mò. Chợt nhớ lại cảnh cậu ấy nhảy khỏi cầu đầy bối rối, tôi bật cười thầm. Diệp Cảnh Hiên khẽ thì thầm, ngày mai, mình sẽ thật sự đến thế giới Sơn Hải nhé. Nhớ lại hai vé chú Lưu tặng cùng với lời chúc của ông, tôi mỉm cười, không khỏi nghĩ rằng, chắc ông đã thấy được điều gì đó giữa chúng tôi mà chính chúng tôi vẫn còn chưa dám chắc. Khi đã muộn và những con phố thưa thớt người qua lại, Ngọc Lâm quyết định không về và ngỏ lời ở lại khách sạn qua đêm.
Thấy Ngọc Lâm run rẩy trong gió, tôi lúng túng gãi đầu và đề nghị, đêm nay, mình vào khách sạn nhé. Đừng lo, tôi sẽ ngủ ở hành lang, còn cô cứ vào phòng mình. Cô ngần ngại gật đầu, và tôi nhanh chóng dẫn cô vào phòng rồi lặng lẽ rút lui ra ngoài. Tại quầy lễ tân, cô nhân viên nhìn tôi nằm vạ vật trên sofa, phỏng đoán là cặp đôi trẻ giận nhau, rồi bất ngờ đến khuyên nhủ. Một lát sau, cô ấy thậm chí còn giúp sắp xếp để tôi lên phòng, kèm lời dặn dò chân thành, đừng để bạn gái giận quá nhé. Ngượng ngùng, tôi lẳng lặng cảm ơn và tiến đến phòng, khẽ gõ cửa. Bên trong, giọng Ngọc Lâm vang lên, mời anh vào. Cánh cửa mở ra và căn phòng thoảng nhẹ mùi hoa nhài từ góc phòng. Khi bước vào, cảnh tượng hài hước đập vào mắt tôi, Ngọc Lâm cuộn tròn trong chiếc chăn trắng, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô rụt rè giấu mình sâu vào lớp chăn hơn, làm tôi không nhịn được bật cười. Tuy nhiên, khi nhìn quanh, thấy những đồ cá nhân của cô treo trên móc áo, mặt tôi bỗng đỏ ửng. Trong khoảnh khắc im lặng, cả hai ngượng ngùng quay lưng lại và nằm yên dưới tấm chăn của mình. Ý nghĩ tràn ngập đầu óc, sao chúng ta lại ở đây cùng nhau? Mình đã định kết thúc, vậy mà giờ lại ở đây, ngủ cạnh đồng nghiệp của mình. Đêm đó, ánh mắt họ vô tình chạm nhau qua vài cái nhìn trộm, rồi ai nấy đều vội quay đi. Sáng sớm, những tia nắng nhẹ nhàng lách qua khe rèm chiếu vào phòng, phủ lên Ngọc Lâm như một bức tranh êm đềm. Cô cuộn mình trong chăn, trông tựa chú mèo nhỏ an nhiên trong giấc ngủ. Và rồi, trong ánh sáng dịu dàng ấy, Ngọc Lâm mở mắt, lặng lẽ đối diện một buổi sáng mới đầy những cảm xúc ngượng ngùng mà thân quen. Ngọc Lâm khẽ nhíu mắt, ánh nhìn đầy mê hoặc và dễ thương khiến tôi bối rối. Có vẻ cô ấy chưa hoàn toàn tỉnh, tay chân cứ thế đá tung chiếc chăn, lộ ra đôi chân mịn màng của cô. Ngọc Lâm nhanh chóng xỏ dép và vội vã bước vào phòng tắm. Vài phút sau, cô bất ngờ lao ra với biểu cảm bối rối, như chợt nhận ra điều gì quan trọng mà mình đã quên. Cô lướt mắt tìm quanh phòng, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, chăn trên chiếc giường kế bên thậm chí chưa có dấu hiệu ai nằm. Cảm giác như hình ảnh chàng trai tối qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Bối rối, cô cầm điện thoại kiểm tra và lịch sử trò chuyện vẫn hiện hữu, khẳng định sự việc hoàn toàn là thật. Khi cô vừa định thần lại thì nghe thấy tiếng quẹt thẻ cửa, tôi bước vào với mái tóc hơi rối. Khiến cô thoáng bất ngờ, cô ngước nhìn tôi, biểu cảm có phần bối rối khiến tôi chỉ biết đưa chiếc túi bữa sáng lên và nói, tôi mua bữa sáng rồi, cứ ăn đi. Cô ngẩn người, lòng chợt dâng lên cảm xúc lạ, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được ai đó chăm sóc, điều mà cô tưởng đã quên từ lâu. Mũi cay cay, cô quay lại lặng lẽ nói cảm ơn rồi bước vào phòng tắm, nhưng không kìm nổi dòng nước mắt. Sau khi rời khách sạn, chúng tôi quyết định đến khu vui chơi xe nhai buôn. Vừa vào, tôi liền bị hút mắt vào đôi vợ chồng trẻ đang cười đùa bên đài phun nước, chợt nhớ về quá khứ và lặng lẽ quay đi. Ngọc Lâm từ phía sau cất giọng, vậy chúng ta chia ra chơi đi, gặp lại vào chiều nhé. Tôi đồng ý, cả hai chọn đi ngược hướng nhau, tôi rẽ trái và nhanh chóng bắt gặp một người bạn cũ Hoàng Đế và bạn gái Vương Phi. Họ chào hỏi vui vẻ nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ánh mắt ngượng ngùng của tôi khi nhắc đến Vi Tiểu Nại, bạn gái cũ của tôi mà không mấy người biết tôi và cô ấy đã chia tay. Ngay lúc đó, Ngọc Lâm quay lại bên cạnh tôi, bất ngờ đặt một cây kem vào tay tôi, như ngầm che chở trước ánh mắt tò mò của hai người bạn. Khi Hoàng Đế trêu ghẹo tôi, hỏi tôi sao không giới thiệu sớm hơn về cô bạn tốt này, tôi bối rối đáp lại, trong khi Ngọc Lâm cũng lặng lẽ đỏ mặt. Vương Phi kéo Ngọc Lâm lại, chỉnh sửa tóc và trang phục cho cô khiến cô trở nên rạng rỡ hơn, và rồi cả nhóm cùng nhau vui vẻ tiếp tục chuyến đi.